Các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2021, shop xe đạp Hân My tiến hành giao xe Zan Fastrack SL1 cho anh khách. Anh đến đâu anh ơi? Ở Bình Dương anh. Bình Dương. Bây giờ anh đạp về Bình Dương nha các bạn nha. Với tầm độ là gần 13 giờ, chắc ráp xong là 1 giờ 30 phút. Anh sẽ đạp về Bình Dương là với cơ thể là mồ hôi đầm đìa luôn á. Đó, chuyến giấy săn lại luôn á. Đó, bây giờ khui thùng ra nha. Nãy cắt cái miếng rồi, giờ bắt đầu xé ra. Zan Fastrack SL1 nha các bạn nha. Khung sườn là khung sườn nhôm, phuộc là phuộc composite, cốc yên là cốc yên composite, tay đề bấm xả Shimano Tiara, cùi đề cùi đĩa Shimano Tiara, giò dĩa cốt rỗng, BB bạc đại ngoài, clip là clip thả 10 Shimano da băng, sên là sên KMC 10. Con này màu đen nha các bạn nha, màu đen, đen thui thùi lùi luôn nha các bạn nha. Tên con xe là Zan Fastrack SL1. Giá xe đang được bán với giá 17.250.000, 17.250.000. Khung sườn là khung sườn nhôm nha các bạn nha, phuộc là phuộc composite, cốp yên là cốp yên composite. Bánh trước bánh sau là vỏ Zan, đùm là đùm Zan, vỏ Zan 700x28. Đó, màu sắc con này màu đen. Con này mình quay review tương đối khá nhiều nên bây giờ mình chỉ quay dao và khui thùng thôi nha các bạn nha. Anh khách này thích đập thùng, đó, mình đập thùng cho ảnh luôn. À, khui thùng là đập thùng. Con này bảo hành chính hãng công ty Zan 837 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan Fastrack SL1 nha các bạn nha. Zan Fastrack SL1. Màu sắc con này màu đen. Đó, đen luôn. Đen thui thui lùi. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Rồi anh ơi, cho hỏi anh mua xe mới xe cũ anh? Xe mới anh. Hỏi xe đập thùng luôn đúng không anh? Rồi. Bình Dương, Bình Dương khúc nào anh? Dĩ An. Dĩ An Bình Dương nha. Ai về Dĩ An Bình Dương sẽ nhớ về con Fastrack SL1 nha các bạn nha. Fastrack SL1 nói chung ai thấy ảnh đi lon bon trên đường là biết shop anh My bán cho ảnh rồi nha. Zan Fastrack SL1.